Dũng của Đất Phú Yên xin chào tất cả những anh em đam mê chim cu gáy. Hôm nay mình sẽ đưa lên một con chim thổ khoe mọc gục thúc gu, giống vẫn có gu, cực khi là nó khống trước khi nó giống nó thúc luôn nha anh em. Thì tuy nó là một con bói mới bắt được 3 tháng rưỡi thôi của một ông anh đang ngồi nhà ông chơi, và con này thì cả đã hẹn trước rồi, là chỉ có con này là mình mới quay lên để cho giao lưu với anh em, để sau này những anh em nào nuôi bổi chính tay mình để đào tạo lên thành mồi và nước ác và đặc biệt rất là cứng gu thì anh em cứ alo cho mình. Mình sẽ gửi con chim này cho anh em. Vừa anh em nuôi sau này anh em sẽ nghe cái nước của một con thổ khoe. Nói chung là nó cũng khoe đồng nha anh em, chứ không phải là thổ rạc. Thì con chim này là cả 3 tháng rưỡi thôi, nhưng mà vừa thì nói chung là cái độ gu sáng của nó thì cũng dạng khó tìm nha anh em. Một ngày thì có khi nó quay lại thì 5-3 trang, 1-2 trang. Rồi giống, đang giống quay về gu, thúc gu. Thì nó cũng chưa coi được phải là nuôi lâu hay là đẻ nổi, nên là nó không biết sau này nó còn nhiều hay không. Nhưng mà hiện giờ thì cái nước nó làm cũng nghi cũng đã mưa rồi, về chăm sóc cũng thấy cảm giác rồi nha anh em. Vì chơi cái dòng này thì hiện bây giờ tìm những con mà cửa là gù hoặc là thúc thì báo với 1-2 trang gù thì rất là ít. Nhưng mà đặc biệt con này thì dày và tiếng tốt, và đống sạc lông với cái ba thù thì anh em không có còn phải suy nghĩ nữa. To, dài, đống giang cườm đẹp, cườm đặc cườm, cườm lửa dưới chân trái điều, và sạc lông thì bộ lông rừng còn nguyên của nó đây, chưa có thay cọng nào hết nha anh em. Chỉ có lúc bác dính lông lé thì nó dãy, nó bứt một số lông thì giờ nó 3 tháng mấy nó đã ra kín là một tí, cho con đây là bộ lông còn nguyên của nó hết. Chân hai bên nhân đều, hiện giờ ông anh ấy thì vẫn bỏ hũ lúa và hũ cơ thì làm mì sơ sơ vào nhà ăn thôi, và nuôi cho một quả lông rất là giản dị nha anh em. Đây, và một đống lúa cắt vừa cái đời đấy cho cu hoặc là ghè nồi ăn thôi, thì trong một quả lông cũng đơn giản thôi. Thì mình không phải là muốn đưa con nào lên là đưa đâu nha anh em, vì những con này anh em nuôi mà đỡ lên làm mồi thì không phải là đơn giản đâu, vài năm là chuyện bình thường. Thì mình cũng hiểu với chuyện đó, nên mình sẽ đưa những con chim phải có yếu tố giống bỏ vào gù hoặc là tự gù, đấy là cái bản năng đó nha anh em. Thì có thì mình mới đưa lên đỡ anh em nuôi sau này trông mong chờ nghe cái nước đó của nó, không có là mình sẽ mất cái uy tín đi. Vì hiện bây giờ mình bán trên trang cũng đã 600-700 con rồi, còn một số mình gửi anh em về tin tưởng không cần đăng lên thì cũng đã cả ngàn con cu rồi. Thì những con cu này cái nước đó mà nói không được thì sau này sẽ mất cái quy của mình. Thì anh em cứ nhìn nhận qua cái ngoại hình nó, thù thơ nó, rồi cứ vờ nuôi, sau này anh em sẽ thưởng thức cái nước chơi như mình tè thôi, anh em không phải lo vờ cái vấn đề đó nha anh em. Thì trong cái lòng trống nên là nó đi qua đi lại, nó treo chim thì hơi khó coi hết được cái thù thơ nó. Nhưng mà trong cái cách nhìn nhận chấm chọn chim của mình thì hay, phải to đẹp nữa nha anh em, chắc nó mà chịu bền cái độ
bền bỉ sau này nữa. Đồng ý là cái bàn năng con chim có nhiều con nó hay trong ruột gan đó, nó bằng cổ tay thôi nhưng mà nó hay, rất là hay và bền. Thì cái đó thì bản năng của nó, còn những con mà mình được phép chấm chọn thì cố gắng hay cộng với đẹp to thì con chim đó sau này nó sẽ giá trị cho mình nhiều hơn và đi với thời gian nó được bền hơn nha anh em. Dàn cừu quá đẹp nha anh em. Rồi mình xin chào hết anh em, cảm ơn tất cả anh em vừa theo dõi cái video của con thố có giống gu và thúc gu này của mình nha. Rồi mình chào anh em.